Những ngày gần thời điểm đón Tết Nguyên đán, tại vùng chè Tân Cương, những người nông dân trồng và sản xuất chè sau một năm lao động gắn bó với cây chè. Thời điểm này là lúc họ ngồi lại và cùng nhau thưởng chén trà ngon, thăm vườn chè xuân đang khoe sắc để chuẩn bị cho những lứa chè mới tham gia hội xuân Tân Cương Giáp Thìn 2024. Những chuyến hàng cuối cùng đang được Hợp tác xã chè Hảo Đạt vận chuyển đến thực khách đam mê chè Tân Cương Thái Nguyên. Không khí hối hả rồi cũng qua đi. Những người nông dân sản xuất tại vùng chè nước tiếng này dành thời gian trò chuyện và nhớ về những Tết xưa. Chúng tôi là người Tân Cương, có nghĩa là những người đã làm chè cách đây gần trăm năm. Thế và cũng thấy rằng là chè Tân Cương thì đều là ngon cả. Thế nhưng mà cũng có những lứa chè mà hương vị nó khác hẳn. Đặc biệt mà chúng tôi vẫn gọi đó là lứa chè xuân. Thế mà cái đội ngũ mà uống nước chè đàm đạo thì thường là cái tầng lớp các cụ đã có tuổi rồi. Thế còn thanh niên trai tráng phụ nữ là người ta là phải đi lao động. Thế là ít có thời gian để ngồi mà uống thưởng trà. Ngày xưa là Tết là các cụ ngồi uống nước trà thưởng thức cùng mùa xuân. Chứ ngày nay thì nó có đủ điều kiện mọi thứ rồi. Phải nhớ đấy cái quá khứ của mùa xuân và quá khứ của trà. Nhiều câu chuyện về chăm sóc chế biến chè đặc sản, phát triển thương hiệu chè Tân Cương của những người nghiên cứu về chè và làm chè lâu năm như ông Đài và bà Hảo và những người cao tuổi được nối dài từ nhiều mùa xuân vì đã thành thông lệ khi công việc sản xuất của một năm đã khép lại. Chè Tân Cương, đến bây giờ chúng ta đi đến đâu cũng thấy kìa, ô cốp 5 sao, tiêu chuẩn quốc gia. Đấy. Tức có nghĩa là vẫn cây chè ấy, vẫn mảnh đất này như ngày xưa với bàn tay thủ công. Với cái trí tuệ ngày xưa thì nó mộc mạc, nhưng đến bây giờ tiếp cận với cái khoa học kỹ thuật, vẫn cây chè ấy, vẫn con người ấy, vẫn mảnh đất này, nhưng mà ô cốp năm sao. Hàng năm, xã Tân Cương và cùng với thành phố Thái Nguyên có được cái buổi lễ hội vào ngày 11 tháng Giêng. Thì cứ những ngày đấy thì người dân hướng về cái lễ hội chè xuân, thì người dân Tân Cương cùng với các chủ thể của hợp tác xã phát triển, đẩy mạnh, thúc đẩy làm sao mà có những cái sản phẩm đưa ra thị trường. Mùa xuân ở quê hương xứ trà không thể thiếu chén chè thơm, nước tiếng. Và giờ đây, đặc sản này đã trở thành đồ uống không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết đến xuân về.